Sinh Pinh Nong Ngoi kiếm bằng cần diếu đai của chương trình Pinh Nong Sương Điếp tăng có bản còn văn hóa là việc hết nâng trang chất việc của phong trào tăng dân nhất sim tăng có tời sống văn hóa. Thì đã quá, ký cấp ngành và cần dân trang tỉnh Lạng Sơn đã hết đây việc tăng có bản văn hóa. Quá này, có phấn tài sung tời sống mưa mọi mòn hư cần dân, chào nhất sim trang dân. Mỹ nhằng kha tảng tâm cặp kẹp vận ký vì con, cản hải tảng khẩu bản dốc mới thong, xã Sơn Hà huyện Hữu Lũng, đã đẩy đáy bê tông thơ thoáng, thong bảng cản tàng, đẩy chay lai thỉnh béo co mại tàu khăm. Thế hết đẩy phần này, la mỉ ký nhất tim bang tròi hết của cần dân trang bản. Cản hải bản mỉ sở phát mỉ tiếp hạ trườn, quảng hà phát cần dân. Hết theo phong trào chứng chấp bản còn văn hóa, kíp bi đã khóa cần dân trang bản, đã lồng kim thi căn hết kinh, tính thành tối mở ký mô hình, hết kinh hăn chăn đây, có phấn giảm phấn thuyền khò, xuống tỷ phương. Sáng nay, cần dân nhất thêm xảy căn, chứng chấp kha bản mở hết mẫu. Pi thông xiên nhì thiếp nhì, bản đã rộng được ký thuyền dân, chay ngòi trứng tảng béo, thì thông cái hin mỉ chất xiên hà bác com hải tàu khăm. Lai pi hỏi màn hề, phấn thuyền văn hóa, sừng thì chấp tình cầu tiếp hạ phấn bác. Bản dốc mới thông, lai pi điền triển, đẩy bản văn hóa. Cản hải bản đã chứng đẩy bản, hất mậu. Và cái tuyên truyền xây dựng ta sáu việc sáng cả tăng có bản còn văn hóa, sừng thì khai kíp an sáng cả, tổ chức hội xây có bần cái câu lạc bộ cả căn xây tăng có hữu cha thuyền của lầu on ún đê nhạc chướng cháp hữu bản còn đê nhạc hát theo đây pháp luật. Pi thong xiên nhì thiếp nhì tặng tỉnh Lạng Sơn nhìn tỉnh hốc tiếp cầu xiên tí bác cha thuyền đẩy cha thuyền văn hóa chát tỉnh pét tiếp chất phần bác lai tỉnh hạ phần bác bị sóng pi thong xiên tiếp pét sở xiên tí bác bản tổ dân phổ đại tỷ dân cư văn hóa tánh tỉnh pét tiếp nhì phần bác lai sở tham tiếp phần bác bị sóng pi thong xiên tiếp pét trăng này lai tỷ phương mì tỷ dân cư văn hóa vận cả thành phố Lạng Sơn huyện Hữu Lũng cao lộc tràng thịnh the mì đầy mòn tây này an pi ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tạt óc kế hoạch hướng dẫn mặt trận tổ quốc ký cấp xây ký tổ chức hết đây phong trào tặng dân nhất thêm tặng có tời tổng văn hóa nhất ha tặng có bản còn khổi phổ văn hóa thân thuần thải ký bản còn khổi phổ trang tàng tỉnh phần tiếp bếp vươn tiếp ất an pi ủy ban mặt trận tổ quốc ký cấp đã lồng thêm các căn khay văn hội đại đoàn kết tặng dân tộc xuống tỷ dân cư pi theo xiên nhì tiếp nhì thuần thải tỷ dân cư khay văn hội đại đoàn kết nảy đa ban biểu dương ký cha thuyền văn hóa tiêu biểu tỷ dân cư văn hóa tiêu biểu quán nảy cả phần biểu tính thêm châu nhất thêm tặng dân tộc dũng tỷ dân cư. Việc khai văn hội đại đoàn kết tặng dân tộc chăn trữ đầy hết đế đén lai khóc bản còn xài hôn hỷ vì động nhất lim bang trò căn xài căn hết leo đây tàng lò của đảng chính sách pháp luật của nhà nước xài căn tàng có cha thuyền văn hóa bản còn văn hóa pi lăng đầy hơn pi con chứng chắp bản còn thơ khoáng đầy nhạc thế việc tàng có tỷ dân cư văn hóa cày đầy thêm ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ký kết chúng tình đã lồng thêm các sáng ký cơ quan đơn vị tuyên truyền thắng cả cần dân hết đây ký quy định của pháp luật tặng có ký mô hình tỷ dân cư ổn yên tỷ dân cư mỹ nghỉ tội phạm và tệ nạn xã hội nhỏng tuyên truyền quảng hóp phong trào tặng có tỷ dân cư văn hóa đã phản càng đầy hết đây đầy thuần thầy cần dân lồng kim hết thèo thân hại tình cầu thiết vấn phát tỷ dân cư hết vọng việc thớ tối bố thêm hương ước bàn còn khổi phổ qua hết theo hương ước quy ước cần dân xảy căn tặng có ký mô hình tán quản bao đây kỷ cương mọi cần thồng hết việc theo pháp luật nhòng hầy thời thồng mọi mòn của cần dân vằn càng đầy tài trung việc đoạn việc chướng chắp hữu bàn còn văn hóa đầy lồng kim thân lai ký cha thuyền kiên rú đôi căn đây cả căn hết kinh bang trở căn mọi mòn khe ốc hói khó khát
bản xây đấy bản văn hóa Lai Pi liền chiên. Cái hết đây ban rộng việc tăng có cha thuyền văn hóa, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã chỉ đạo mặt trận tổ quốc ký xã thị trấn tấn thành việc thắng cả khai ký cha thuyền xây hết. Anh Pi cầu thiết bà phân bác cha thuyền xây đăng ký cha thuyền văn hóa vì bận việc ban thình đại hát chăn khoanh hải vẫn lại ký cha thuyền xây hết đây. Phúc tính ký mòn đây đã hết đại. Toán ngạ ủy ban mặt trận tổ quốc ký cấp xuống tỉnh Hạng Sơn lồng thêm tính thành tuyên truyền, tính thành kiểm tra giám sát, lập thị khẳng ký cần, ký tập thể mì thành tích đây, tổng thị tính thành rộng liệt tàng xã hội, lồng thêm tổng cọp băng tròi, tàng có ký thiết chế văn hóa thể thao, chào khuây ngài, thê cần dân, hôn hỷ thi căn hất kinh, đắp triệt ký tệ nạn xã hội, tả ký hủ tục cáo ké mờ bài, tặng có cách thồng đây nhạc, có phần hết vọng đây ký mục tiêu, khai quảng hết kinh cú tỷ phương.